các bạn. Hôm nay mình sẽ thử nghiệm cho các bạn biết được là xin chụp hình với nhân viên Vietnam Airlines có khó hay là dễ, và các bạn ấy có thật sự là ok hay không. Mình đang nhờ cô ấy đem giùm mình một cái mờ. Quan trọng là bạn phải lịch sự và đặc biệt là phải đẹp trai.